Quà Quê Dừa mến chào các bạn. Hôm nay Quà Quê Dừa tiến hành gia công cái mẫu chữ Phúc, Phúc sinh phú quý lên cái vỏ dừa ấm bình trà làm từ trái dừa. Đây là cái phôi được làm từ trái dừa. Sản phẩm này là vỏ dừa ấm bình trà làm từ trái dừa nha các bạn. Cái mẫu chữ Phúc này là một trong những cái mẫu mới trong năm 2023 mà Quà Quê Dừa muốn giới thiệu đến các bạn. Nội dung là chữ Phúc, Phúc sinh phú quý. Bên cạnh đó là chữ Phúc lộc thọ, Phúc sinh phú quý, chữ lộc và chữ thọ. Và có những cái chữ ý nghĩa khác như là chữ nhân, chữ nghĩa, chữ lễ, chữ trí, chữ tín, chữ cha mẹ, chữ thôi kệ, chữ ngộ. Và những cái mẫu chữ cũ như là chữ an, chữ tâm, nhẫn, phát, hiếu, tín, đức, duyên, thiện, thiền, gia đình, các tường, tài lộc, phú quý. Hình có hình hoa sen, hình bát hồ. Đặc biệt là bên Quà Quê Dừa có nhận gia công cái mẫu chữ rồi cái nội dung quà tặng hoặc là logo của công ty lên sản phẩm để làm quà tặng, rất là đẹp và ý nghĩa. Đây là mẫu chữ Phúc, mẫu mới nha các bạn. Trước mình có cái mẫu chữ Phúc, nhưng đó là cái mẫu cũ, đây là cái mẫu mới nhất của năm 2023. Bên cạnh mẫu mới thì mình cũng có làm những cái mẫu cũ. Các bạn có nhu cầu mẫu sản phẩm nào, cứ chọn mẫu sản phẩm đó thì bên mình sẽ gia công. Nội dung là chữ Phúc, Phúc sinh phú quý, rất là đẹp. Chữ Phúc trong cái bộ tam đa là chữ Phúc độc thọ, đây là chữ Phúc. Phúc sinh phú quý, rất là đẹp nha các bạn. Đây, mình để qua bên đây cho nó rõ hơn. Mình lấy cái nắp. Sản phẩm này dùng để giữ ấm bình nước trà, bình nước trà xanh và các cái loại nước cần giữ ấm để sử dụng trong gia đình trong ngày đó các bạn. Cái này là mình phải sơn lên để cho nó bảo vệ cái hoa văn chữ Phúc này, đồng thời là cho sản phẩm nó đẹp hơn. Phúc sinh phú quý. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip và Quà Quê Dừa giới thiệu cái quá trình gia công cái mẫu chữ Phúc thành cái vỏ dừa ấm bình trà làm từ trái dừa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào clip và Quà Quê Dừa sẽ giới thiệu những sản phẩm độc đáo khác.